Thì làm gì đây chị Giáp? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì vậy thôi, chị nói thôi cho bác bồng đi chứ sao giờ. Nhưng mà bây giờ nếu mà hai vợ chồng quay gửi này cho con thì là cái chị mà nếu mà quay gửi thì chị sẽ có một lý do nha, mới lên thẳng tới huyện, tới công an luôn à, bằng giấy bằng tờ cho chị đàng hoàng. Chị mới nhận cái chuyện đó là mấy Phương nó rõ ràng không? Còn nếu như không có ảnh tham gia vô chị không nhận. Mà nó giờ cũng không nhận nó, tại vì ổng nói con của ổng là vô giá rồi là bây giờ nói nếu, vậy nếu có gửi thì lên phường làm giấy cho nuôi luôn chứ giờ không giữ nữa. Chứ một khi mà người cha nói ừ con mình vô giá. Vô giá. Ủa đất Sài Gòn có nhà mà tại sao mà để cho cháu mình ở ngoài đường hơn nữa, tháng nay dầm mưa dầm nắng mà nói câu chết bỏ. Trời ơi con mình vô giá mà nói cái câu cái bữa đó tắm ở đây nè, ba bọng ra tắm mưa á. Chị nói mới nói ảnh gì nè anh ơi thôi chỉ không có bình thường rồi thôi anh ra anh bồng chỉ vô bao bồng con vô đi, cái ổng mới nói à thôi đi chết bỏ. Rồi ổng nói vậy đó bởi vì hồi đó tới giờ là ổng nói câu gì chị cũng không tin tưởng ổng chứ chính ở phòng trọ này ổng không lo vậy là chị đã không tin tưởng rồi. Tuy nhiên anh không có thương bé không, chị nói thẳng với Cưng bây giờ chị nói câu mạnh dạn luôn á, nếu như ảnh thương là ảnh không bao giờ nói cái câu đó. Dù cho vợ mình nó có gì đi chăng nữa mình cũng ra mình can thiệp là ừ em ơi thôi đem con vô đi đúng không. Chị kêu ảnh mà ảnh còn nói thôi đi nó chết bỏ thì thôi còn nói gì nữa giờ. Cứ kêu chị nói thêm gì nữa giờ đây. Thì nó có vậy thôi đó. Chị nói ngay ngày qua chị nói rõ ràng đây với mấy em nha. Thì ngày qua là có thằng em nó đem lợi, thằng em này là có hai vợ chồng chị nào gỡ đó cho 500 ngàn mua sữa cho bé. Với cái thằng em kia cho hai hộp sữa chị vẫn còn giữ đây. Đó thì chị nói chiều nay nè ảnh lại đây là mùng mền chị bé rồi đồ lạc có chị vẫn gặp chị phơi từng thấy đó. Là chị nói ảnh là chiều nay trở lại đây là đồ đạc chị đưa cho hết. Cái đó là chị nói rõ ràng chiều nay anh lỡ là chị đưa. Chứ không phải là không phải giữ con ảnh mà để mà chị lợi dụng cái gì thì chuyện đó ảnh có. Dù cho ảnh có coi trực tiếp lên trên đây chị vẫn nói như vậy. Cái này là chị chỉ thương bé thôi. Nếu như ảnh biết điều ảnh lỡ nói ừ chị Mai ơi, thôi đêm nay á em chưa có lo được chỗ cho bé ở. Thôi em gửi cho chị đây đi em để em kiếm nhà trọ bữa hay bữa em sẽ trở lại em rước. Còn mấy cưng máu cho đừng chịu gửi cái bác kêu thôi anh ơi đừng chịu gửi thôi mình đi. Chắc ổng đòi gỡ con lại cho chị mà ổng đưa người khác đưa cho chị á. Còn sao chị nhận à thế nhưng hồi tối là đòi gửi lại chị lại. Ừ không có kiểu tự nhiên kêu nè bồng vô đưa cho chị Mai đi sát chứ lỡ lấy rồi chị đâu có trách nhiệm chứ không làm gì đâu có đúng. Chắc qua chẳng qua còn hơn ông bồng con ông ra lãnh tiền rồi các tự nhiên ông đưa tôi giữ là sao. Dạ. Mượn cái cớ vậy là chị đâu chịu nên hồi hôm chị nói thôi anh giữ luôn đi nói với ảnh là chị không có giữ nữa đó. Thì hồi kia tới giờ đi đó là mới hồi hồi chờ là chị nghe nó chuyển mãi. Bình thường là anh làm công việc gì chị có biết không? Ở nhà không chứ làm gì, chị thấy anh ở nhà ngoài vậy. Nếu mà ở nhà là không thể nào là chăm bé được rồi đó, nuôi bé luôn á. Ở nhà chị nói Cưng á thì nhiều khi ở nhà thì chị ở đây hai chồng chứ giờ đang thời gian chị cũng biết thì thường thường ngày thì chị cũng đi lụm da chai này kia. Còn ảnh thì chị thấy ảnh lúc ở nhà lúc đi lúc nhà lúc đi chị cũng không biết là đi đâu, mình cũng đâu có tìm hiểu vợ chồng ta làm chi. Thì chị thấy vậy thôi à, chứ còn chị thì ở đây thì chị chỉ đi lụm da chai vòng đây vậy đó. Hồi tối em thấy bà con quá trời là rất là yêu thương bé nhưng mà có cái là bất lực. Đúng rồi, chị nói với Cưng là ở đây là không phải là người ta không làm lỡ ông thì ở chồng có ảnh. Nhưng mà cái chuyện đó là chính quyền nói là chị đồng ý là cái chuyện vợ chồng ổng là mình không có được quyền nhúng tay vô. Nhưng mà nếu mà ảnh về ảnh giữ con, chị rất yên tâm. Còn nếu như mà há giao cho bả á thì chị nói Cưng chị chắc chắn là bé này nó không ổn. Chứ chị hỏi Cưng nhiều khi đi đường á mưa gió ha, trời mưa lớn thế ghê ha. Mà bà cứ đi vòng ngoài, bà còn bồng con ra tắm mưa thì chị hỏi con bà có bảo vệ không? Nhưng cái bữa đó con quay clip trễ nó 12 giờ trưa, bà đem nó ra giữa đường lộ rồi bà bỏ nó nằm giữa cái mặt nó nhỏ về cũng như là con tôm luộc vậy đó. Chứ chị cứ nghĩ đi là bà đâu có còn cái trí để mà chăm sóc con nữa đâu. Chỉ có ảnh á thì giả tỷ như ảnh là phải nuôi con á thì chị còn bảo đảm được, chứ còn chỉ là thua rồi. Chỉ vậy sao nuôi được, tôi thấy không hơn, mấy Cưng thấy không, ở tôi cắt bồng con, mấy Cưng thấy cũng không được rồi, làm sao mà. Tối em cũng sợ ở đây ấy thì bé sẽ rớt bé, cũng sợ. Đúng rồi, nhưng mà Cưng nói gì chứ không ai bồng được đâu. Bởi vì giáp đó là bà trời bà nhà chị bà bồng, chị thấy là gì, bà dần bà bồng. Mình nghĩ là mình giữ tạm thời thôi, con người ta bồng giờ nào mình cứ đưa giờ đó thôi chứ sao. Bây giờ thì hôm qua thì nhận bé nuôi bé thấy chị rất là âu yếm, kiểu như coi như là đứa con ruột. Nói chung là chị nói thật lòng với mấy Cưng luôn là hồi xưa chị thương con chị sao chị vẫn thương bé này chị. Nhưng mà có cái rằng là mình suy nghĩ rằng là chị không hiểu rằng là mình với nó có cái duyên hay sao chị cũng không hiểu. Nhưng mà cũng nhiều người ta nói trời ơi thương thì mình ừ cũng bảnh chút xíu thôi, ai người ta trả cho ai như bà mà phải canh này canh đêm. Nhưng mà mình cảm giác là như mình bỏ mình thấy là tội nghiệp, có Cưng hiểu không? Đấy, sốt. Đúng rồi.
Vậy là bây giờ hôm nay thấy chị cũng xúc động ha, khi nhà nó nhắc cho bé xúc động. Đứa bé đó mấy tháng rồi chị? Chắc cũng 3 tháng mấy, 4 tháng rồi. Đứa bé tên gì chị biết không? Chưa có đặt tên, mà chị đặt đại nó tên Trúc. Dạ. Nó nam hay nữ? Nữ. Dạ. Hồi sáng thấy cô tổ trưởng hình như cũng có giao cho hai vợ chồng và dặn với ảnh là hai vợ chồng phải cố gắng chăm sóc cho bé cẩn thận, nếu mà không nuôi được á thì cô sẽ gửi vô viện một con. Đúng rồi, thì chị nói được vậy đi, chị cũng mừng, nhưng mà kệ đi, chị nói mấy cưng có đi dọc đường á thì cũng chắc chị nghĩ là mấy cưng cũng đi vòng vòng mà, chị hiểu mà, thì chắc chắn là mấy cưng cũng phải theo dõi, mà chị nghĩ rằng là cũng phải theo dõi, nhưng mà chị chắc chắn là chị cũng tin tưởng, tại vì nói chung là mình ở đây, mình ở đây mình tiếp xúc thì mình biết. Bởi vì mình sợ vậy mà mình cứ mình cố gắng mình bảo bọc, nhưng mà mình bảo bọc không đúng. Đúng không? Tại vì mình suy nghĩ rằng là mình chắc chắn rằng là nó vô phước rồi, nhưng mà mình cố gắng mình bảo bọc nhưng mà không được thì thôi. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là hai vợ chồng anh chỉ là có khả năng chăm sóc cho bé nó chu đáo được không? Nếu như chị nói khả năng chị này, chị nói thật sự luôn, nếu nói là chăm sóc thì chị nghĩ là không. Chị nói câu mạnh dạn, chị nói vẫn là không. Cái đó là chị nói mạnh dạn luôn. Chưa chắc rằng là ảnh vậy mà chị tin tưởng là ảnh nó chăm sóc cho bé. Chỉ có một cái là bây giờ là có thể rằng là ảnh đem về cho gia đình ảnh nuôi, hoặc là cô gì chị em hay là hoặc là dòng họ ảnh nuôi thì chị còn tin tưởng. Chứ còn nói là nó thẳng hai chồng ảnh chăm sóc bé này là chị đã không tin rồi. Cái đó là chị nói thật sự luôn. Tại vì ở đây là bình thường, ở đây mình đã thấy rồi, ở đây mà ra sáng bên mà chị kêu ảnh ra vòng con vô đi, mà ảnh còn nói câu chết bỏ thì làm gì ảnh chăm sóc. Cái câu đó Cưng cũng đơn giản, Cưng hiểu rồi đúng không? Mình suy nghĩ nếu như mà mình thương con á, trời ơi, nhắc đó giả tỷ nhân vợ mình nó có lên cơn mình bằng, nên mình cũng phải kiếm cái gì mình che, mình chạy theo con đúng không? Còn này ảnh nằm ở trong nhà, ảnh bấm điện thoại tới mà chị lợi chị la là ảnh cứ lợi ảnh quẩy hai cái cặp ảnh đi luôn tới ngày nay luôn đó, là ảnh bỏ ảnh đi luôn tới ngày nay luôn đó, là ảnh mới về đó. Dạ. Hồi tối em có nghe ảnh nói là ảnh dọn phòng đi rồi, tại vì không tiền đóng hay sao hay chủ trọ gì. Để chị nói hết tôi nghe. Là đó về đây ở nè. Nói chung là giờ băng chị nói rằng là chị ở thì cũng vẫn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tại chị lúc tỉnh lúc không có chỉ lụm ba cái trái cây mà người ta bỏ hết. Chỉ đem về chứ chắc một nhà là nguyên cái xóm này nó thúi mở cái nhà ra là nó cứ ình, người ta chịu không nổi. Nên là người ta điện với chủ nhà trọ, nên chủ nhà trọ đi qua người ta không cho chị ở nữa. Dạ. Là bắt đầu từ cái giấc mà ảnh nghe nó là đuổi đi đó, là từ đó tới sau là ảnh không về nhà luôn. Anh nói dọn nhà mà ngoài hai cái ba lô đồ ở ngoài ra anh không lấy gì hết trơn á. Anh chỉ xách hai cái ba ly là anh đi tới bây giờ luôn đó, chứ anh không có quay lại anh coi là vợ con như thế nào hết trơn á. Thì bởi vì băng chị ở đây cứ bảo bọc bé biết. Ý chị là bảo bọc là chị chờ cho bên nội qua ảnh về. Ý là chị nói là thật sự luôn, tại vì hồi lúc trước hai chồng gây lộn thì có bên nội có qua ảnh về giữ cho tháng mấy. Nên chị nghĩ rằng là thôi mình giữ tạm thời đây đi, rồi mai mốt thì mình liên lạc với bên nội rồi qua bồng cháu nó về. Nhưng mà sự thật thì càng giữ thì càng không có ai qua coi, càng giữ thì không càng ai qua nhìn hết trơn á. Là chị mới ra chị nói với cô tổ trưởng á. Rồi bà nói thôi giờ mày xin nuôi đi, con nói không, nếu xin nuôi á thì cần thiết là chị, chồng chị phải về tỉnh thường nói chuyện với mình. Chứ đâu phải còn ta nói trời tôi muốn nuôi là tôi nuôi đâu, đúng không? Đó thì chị mấy ngày qua chị mới liên lạc, là chị nói là chị nói với chị có ảnh á, thôi giờ kêu ảnh về đi, đặng anh em ngồi nói chuyện thỏa thuận với nhau. Thì tự nhiên cái ổng đi đâu ổng chở bả về, cái lỡ đòi đi luôn, đâu có nói gì được chứ chị, đâu mà chứa vô nói gì được chứ chị, câu gì hết trơn á. Nếu như ảnh là có một người cha có trách nhiệm đi, hồi tối anh tỉnh tồn tại sao anh không vô ảnh xin chị Mai ẵm bé đi mà bả vô bồng nghe chứ anh không vô bồng chứ sao không, tại vì bả vô á bả có cái cớ với nhào vô bả bồng đại. Còn nếu như mà ảnh vô đây á là em thấy nói những cái câu là ảnh hơi khó nghe, cái đó lại nói sự thật. Nếu mà ảnh vô tới đây là hôm em vẫn nói câu hơi khó nghe đó nha, cái đó là nói thiệt á. Anh nói nếu như tạo con ra thì mình phải có trách nhiệm. Dạ. Chứ đừng có để cho con nó chịu tội nghiệp cho nó. Em ở đây người Dương mà vợ chồng chị Cưng thấy rõ ràng, vợ chồng chị có chậu còn phải thương có đó, mà tại sao cha ruột không thương kỳ vậy? Còn nếu mình không có thương nữa thì thôi mình cho nó ở cái nơi nào yên tĩnh đi, mình đừng có làm khổ nó vậy, chứ bồng nó chi dọc đường chi cho người này người kia mà phải kêu vậy tội cho nó. Dạ. Ở phía bên ngoài có liên hệ. Nói chung bên ngoài là chị không biết. Nhưng mà bên ngoại chị nghe nói là ở Cần Thơ gì vậy. Dạ. Chị chỉ nghe vậy thôi, chứ còn ngoài ra là bữa mới về đó ở có 3 tháng trời, mình cũng nói chung vợ chồng ảnh mà không ai tiếp xúc trơn á. Cũng như mình thấy bé mình tội nghiệp vậy thôi, chứ hai chồng nhiều khi ban ngày vô nhà đóng cửa tối ngày vậy đó. Tới mà bé khóc thì nhiều khi khóc rồi mình mới nghe tiếng vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì không có ít có tiếp xúc nói chuyện với ai lắm.
có cái giấc bà quẩy thì cả làng này đều mở cửa luôn á, thì chứ bà la làng sáng đi mai ngủ được chứ bà. Nó hồi sáng mấy em vô nói trời chút đi vô đây nữa chị, có không chút đâu mà hỏi à. Ừ thì thôi giờ mấy em tới đây hỏi thì chị cũng tận tình, chị nói gì tới thì chị cũng cầu mong cho ảnh, đó là ảnh, ảnh nói anh nuôi bé nhưng mà ảnh cũng phải cố gắng nuôi á, tỷ ảnh nuôi không được có thì ảnh gỡ người ta nuôi dạ. Chứ đừng có để cho chị bồng điên vậy nữa thì tội cho bé lắm dạ. Đó chị nói thiệt, với hai bé là con gái nữa dạ. Đúng rồi chị, với hai nó chị nói cưng á, nhiều khi á để cho bác trên xe bác đẩy gì đó, nhiều khi ban đêm bác ngủ quên rồi những cái người chị nói cưng, nói chung là bắt cóc rồi. Bắt á thì bắt dạ. Về nuôi như mình đi chị không nói dạ. Cái này chị nói thiệt mà nhiều khi sau này có này kia tội nghiệp cho bé đó dạ. Chị đi lâu lâu chị về hay sao chị? Không, gỡ con cho chị đây không có lâu lâu đâu. Gỡ con cho chị là ngày ghé thăm 2-3 lần. Tứ nghĩa là tuy thằng Kinh chị có vấn đề nhưng mà chị đi vẫn nhớ đường về đây. Vẫn thương con, không, cái này chị nói câu công bằng với cưng nhưng mà chị vẫn thương con. Đi gỡ chị buổi sáng rồi phải không? Cái đi cỡ 1 tiếng hồ cái về hung, hung cái gỡ con cái đi. Đi rồi cái cỡ chừng trưa trưa cái ghé, rồi chiều cái ghé. Rồi hung, còn bữa nào muốn đi đi ban đêm á thì bồng qua đây gỡ chị. Ừ bữa nay em đi ban đêm luôn là chị ở đây chị canh chị giữ à, tức nghĩa là lúc đó chị vẫn còn ý thức được ha. Đúng rồi dắt dạ. Chị tỉnh chị nói chuyện rất là dễ thương, chị nói cái đó là chị nói thiệt, chị tỉnh chị nói chuyện cũng dễ thương lắm, nhưng mà chị nói thật sự dễ thương là giờ cái đầu óc của chị không có lúc tỉnh lúc không dạ. Mà cái dắt chị không tỉnh là nhiều, bởi vì chị sợ là sợ bé nó vậy thôi. Bây giờ chị nói cái câu thí dụ thôi, giá tỷ bây giờ hả chuyện vậy chị đi chị bệnh hoặc là con gỡ đâu mình nói với ảnh gỡ con thời gian đi rồi đi chị bệnh cho chị hết đi rồi về giữ con, chứ giờ mà giao thẳng cho chị giữ là chị nói cưng bé không sống muộn không sống được đâu dạ. Chị nói cưng ban đêm mà chị hỏi cưng người ta đi ra đường cũng muốn chết, con bé đi ngại đêm về mặt mày nó chị nói cưng ha bị mũi nó cắn từ lưa mặt hết trơn á, chứ đâu có phải là mà không cắn nó đâu dạ. Bởi vì thôi chị nói thôi nếu như mà ảnh về ảnh bắt gì ảnh có trách nhiệm nuôi thì chị cũng mừng, chị cũng gái cho ảnh nuôi nó đi chứ đừng có giao cho chị nữa, chứ giao cho chị cứ nghĩ hoài thì bé này sao sống được chứ. Bây nó giờ... cưng mới có mấy tháng mà nằm đêm nằm sương vậy sao chịu nổi. Bây giờ không, nói chung là không biết có cách nào để thuyết phục ảnh, ví dụ như không có khả năng nuôi bé thì có thể mình gửi bên ngoại bên nội, còn không thì có thể trao lại cho chị để chị chăm giúp đỡ cũng không được. Chị nói thẳng luôn bây giờ nếu nuôi không nổi chị vẫn nói trực tiếp với ảnh luôn, nuôi không nổi đó là chị là cho làm giấy làm tờ chị sẵn sàng chị nuôi dạ. Nhưng mà còn cái kiểu như gì là chị không giờ chị nhận nữa, cái đó là chị nói thật sự chứ ha. Vui chị ảnh đem để ảnh gỡ, buồn ảnh kêu dở lời quậy lấy lại là chị không chấp nhận, đó là chị nói thiệt. Nói chung là bé này ở đây nhiều người xin lắm nghe chứ không phải mình chị đâu, nhưng mà bả nhắc bả tỉnh tuồn á, bả nói gì nè, nhỏ này tôi không cho ai đâu, cái chỉ cho hai chồng bà thôi, hai chồng bà không cho là tôi nuôi dạ. Cái chị nói thôi bây giờ ở đây trang em chị cái ngăn cửa nè, nói thôi nó cũng thương lắm thôi bà cho nó đi thôi, nó còn ham chơi nó không giữ được đâu, bà còn biết cỡ đó nha cưng dạ. Nhưng mà chị nói rằng là cái lúc bà tỉnh thì bà nói chuyện mình nghe cũng tội, cái bữa mà bà lỡ bà nói cho con chị là chị thấy bà tội nghiệp, chị cũng xúc động mà dạ. Mình thấy cái hoàn cảnh của bà khổ, cái vấn đề gì mà bà không nói được bà mới nói với mình cái câu đó. Nếu mà chị nói chị lúc tỉnh, lúc không tỉnh em nghĩ là cái bệnh của chị vẫn còn có khả năng chữa được á. Chị nói cưng là chị nói với chị là cách chị xong con bé ra chị mới bị thôi, trước nhất là chị rất là khôn, không có chuyện gì hết. À tất nhiên là mới bị mấy tháng đúng rồi, chị mới bị là từ ngày sanh bé này thôi dạ. Mà chị bị thôi chứ hồi trước kia là chị bình thường chứ không có gì hết. Mà mình không hiểu là có hoàn cảnh như thế nào thì mình không có hiểu hoàn cảnh ở trong, bởi vì mình không nói chuyện được với chị rõ ràng. Rồi sớm giờ quay ở ngoài có nói được cái gì không? Em mới tới đây hả? Quay tí rồi hai bà chồng bông đi vào hả? Dạ. Rồi có hỏi anh, có hỏi ảnh là họ mướn nhà được hay không? Không, nó chưa có hỏi thăm, nhưng mà nó là đăng ký, chưa có cơ hội. Chứ cha gì nhà, tại ổng không muốn, ổng mướn nhà đây rồi ổng phải ấy làm sao chứ nhà. Ổng có làm gì không chị? Anh chồng có làm gì? Trời ơi, hỏi chị không biết hỏi ai, chị có chứ nói chuyện với ổng được đâu biết yeah. Cái mặt ổng chị gặp nhưng không phải chị nói cái này cho quay lên luôn, chứ chị gặp ổng cái bữa mà chị kêu ổng ra ẩm bé vô mà ổng nói chết bỏ rồi chị không muốn nhìn ổng rồi yeah. Đàn ông mà nói công vậy thì nói chuyện nó làm gì nữa vợ.